nhận em làm em gái. Ông có khùng không? Từ Sài Gòn trời lên đây ông nhận tôi làm em gái. Bộ làm như thiếu em gái mà. Rồi giờ yêu cưới không yêu thôi về. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái. Em gái mưa để anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào em. Dạ chào tất cả mọi người trong trường quay. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào mọi người. Dạ em tên là Lê Nam, hiện là em sinh ngày 8 tháng 8 năm 1981, quê quán Quảng Ninh, vào Sài Gòn sinh sống từ hồi nhỏ tới lớn. Dạ thì bây giờ em đang công tác tại sân khấu kịch của Hồng Dân. Dạ đây bà bầu của em. Đây vợ em. Dạ em xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Em tên là Ngọc Huy, năm nay em 33 tuổi, hiện tại em đang kinh doanh tại nhà. Anh cứ thắc mắc hoài, từ ở ngoài cho tới bây giờ luôn, anh không hiểu tại sao Lê Nam nó lại có thể có một cô vợ là quá đẹp như vậy. Dạ hồi trước là đây là cua đây chứ không đây cua đây nha. Trời ơi, cái đó là nói nghiêm túc. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố, cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bà kiếm được em. Bà mê, giống như bà nói trời anh này đóng giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi ủa đóng phim gì. Nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng như nào ta? Như nhầm đúng không? Không nhầm, thiệt. Là cái thời đó mới vô nghề á, đóng vai quần chúng khoảng 200-300 người quần chúng vậy đó. Bà không biết sao nhìn ra được em. Mà đúng không Quyên? Dạ đấy. Chắc duyên số anh. Mà sao cả trăm quần chúng mà em không nhận ra mà em nhận ra Lê Nam không vậy? Biết sao không? Thực sự có cái gì, em đóng quần chúng mà em cũng thuộc dạng ảo, cũng có hơi tính toán á. Em thấy cứ cái mà cặp chính mà đi vậy á là em đứng xăm chỉ. Em chỉ trời chỉ mây gì đó, em không thoại với em chỉ gì đó. Cái quay chính là vô cận em. Thấy được em, các bạn tưởng em đóng phim gia chính. Thật sự là em quần chúng. Rồi Quyên chia sẻ cho anh biết thêm coi có đúng như vậy không. Em với ảnh là quen nhau là em biết ở trên Facebook. Là lúc đó là em đã có người yêu rồi. Rồi xong lúc đó là em biết anh này là làm diễn viên, thì em mới vô em kiếm nick ảnh, xong em kết bạn với ảnh thì ảnh cũng chấp nhận lại liền luôn. Tại đẹp quá mà chấp nhận liền chứ. Xong rồi vô em cũng nói chuyện rồi nhìn hỏi là anh còn đi đóng phim không, rồi ổng cũng trả lời là anh ít đi lắm. Rồi lúc đó là em không có nhắn tin nữa. Trong bẵng thời gian lâu cũng lâu á, cái em chia tay bạn trai em. Cái lúc đó thì ổng em hay viết SST buồn trên Facebook á, ổng nhảy vô liền. Comment chia sẻ đúng không? Dạ đúng rồi, ổng vô là ổng comment rồi ổng cũng an ủi rồi. Xong mà hai đứa em mới hẹn hò gặp ở ngoài chùa Bà. Vậy hả? Dạ cái sự tích nó là như vậy. Kể không có chi tiết cái gì hết, kể nó phải có chi tiết. Là vậy kết bạn mà em thấy đẹp quá. Thì cũng nhảy vô kết bạn mà không biết bây giờ phải nói chuyện sao. Rồi tìm hiểu này nọ coi xem người ta có người yêu chưa. Thì thấy có người yêu là bắt đầu bữa đó buồn liền. Lại có người yêu rồi sao mình cua được. Thì giờ chỉ chuyển phương hướng là chù thôi, chù để chia tay rồi mình nhảy vô chính giữa đó. Thì được cái chù linh, chù khoảng được đâu hình như là tháng mấy á là chia tay luôn. Thế mình nhảy vô giống như là an ủi. Em ơi em đừng buồn nữa, chắc anh ấy say nắng rồi bắt đầu anh ấy sẽ quay lại. Nhưng nói vậy thôi chứ thực sự là mong đi luôn á, đi luôn. Con người em dễ sợ quá Nam. Thì đó thì bắt đầu cái nó em đừng buồn nữa, thôi anh nhận em làm em gái anh, rồi có gì anh sẽ che chở cho em đồ này nọ đồ. Xong cái bắt đầu tìm hiểu nhau thời gian. Dạ cái ngày quyết định là thôi gặp mặt. Lên gặp mặt. Tại sao lại gặp ở chùa? Tại cái địa điểm đó là cái chùa Bà đó. Chùa Bà ở đâu? Chùa Bà Bình Dương anh. Đó thì em chạy từ Sài Gòn em chạy lên em đi quay rồi sẵn hẹn gặp mặt luôn. Nhưng mà nhà Quyên là ở Bình Dương hay sao? Dạ em ở ngay Thủ Dầu Một á anh. Lên tới đó thì vẫn thôi em ơi em nhận anh nhận em làm em gái, mà bả thì ở sau lưng thì đưa cái tay ôm vậy mà em gái tôi ơi. Bạn nói thôi ông có khùng không, từ Sài Gòn trời lên đây ông nhận tôi làm em gái. Bộ làm như thiếu em gái mà. Rồi giờ yêu cưới không yêu thôi về. Dữ vậy. Dạ, em nói vậy đó. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái. Em gái mưa để anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Cái ông nói ông cũng vậy mà ông kêu thôi là ôm đi, ông kêu em thì ôm, mà ông cái em ôm liền luôn. Đang Sài Gòn lên Bình Dương xong cái chở vòng vòng không biết đi đâu hết, kêu đi ăn đi uống thì không đi, nói thôi anh ơi đi uống cà phê. Cũng được, cái trong đây có cà phê võng này vui lắm. Nó ủa cà phê võng bộ đau lưng hay sao vô trong đó chứ vậy. Thôi kệ cũng vô cà phê võng, vô ngồi cái tự nhiên cái tôi tưởng ta nằm một cái võng đi nó cũng có cái vui, nằm hai cái võng rồi đủ vô đây chi.
tức nói, sao lại này má bị lãng lãng sao tự nhiên cái ngủ vô đây nằm hai cái giọng. Cái tức quá nằm giọng đây kêu suy nghĩ rồi. Giờ giả bộ thì đo chiều cao, tại vì cũng tâm sự là cao mét mấy rồi cũng nói hết rồi. Mà cũng sao xạo ra, em ơi em đo chiều cao với anh đi, cái gái để chi để đứng đây cái tới đây cái là mình ôm luôn. Cái kiểu vậy đó. Cái kiểu vậy, bà cũng đứng bà đo, tự nhiên bị nhót anh, không dám ôm. Em suy nghĩ liền tại bà này bà gửi mình vô đây, mới vô mình giống như con hổ vậy đó. Mình tính là làm thịt con mển này. Nhưng ngủ cuộc tự nhiên mình thấy, ủa sao mình giống con mển vậy? Tự nhiên vô đây tự nhiên cái bà gài mình vô cái thế này. Không được, phải giữ mình chứ. Em giữ được qua cái hai cái giọng đó. Nhưng mà Quyên, dạ, anh thắc mắc tại sao không hẹn đi cà phê bờ sông hay là cà phê máy lạnh vậy? Sao là cà phê giọng? Phải, do là lúc đó em mới, em thấy ảnh trên Facebook, em chưa thấy ảnh ở ngoài đời. Mà lúc mà leo lên xe anh chở em chưa có thấy mặt ổng luôn. Ổng cứ chạy, ổng không có quay qua làm gì luôn. Em cũng nghi lắm, em biết là cái xấu hay đẹp nữa. Thì đó, đưa vô cà phê giọng tới thui cũng không có thấy mặt. Bởi vì em đi nghe qua, em thấy cái quán cà phê, cái tự nhiên cái ông đuổi em đi ăn ốc, em không có chịu. Em nói thôi đi ngang cái quán cà phê, thôi vô quán cà phê cho trời nằm chút đi. Cái ổng cũng chịu luôn, cái chạy vô mà tự nhiên vô đó tới tối thui à. Cái em không thấy được cái mặt ổng, thấy được cái dáng không mà. Nhưng mà đặc biệt cái là em mê cái là cái giọng nói của ổng, em mê lắm luôn. Mà lúc nào ổng nói với em là lúc mới quen mà cứ nói là nói chuyện gia đình rồi có con rồi tương lai sau này làm cho mình mê càng khoái nữa. Dạ càng khoái, tự nhiên mình là lúc đó em 30 rồi, em muốn có chồng, muốn có gia đình rồi muốn có con nữa. Rồi sau đó là có trao luôn nụ hôn không? Dạ không, em không có trao nụ hôn, em thực tế lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên ai là người cướp của người kia? Dạ không có cướp. Không nhớ luôn á. Là lúc đó ông quay ở Bình Dương, ông mới kêu em là giờ ông quay 9 giờ sáng xong rồi. Để kể cho nghe. Kể nó phải có chi tiết. Rồi để quay Bình Dương, sáng quay một cái, tối quay một cái. Rồi cái dòng buổi trưa đi đâu? Không biết. Tại alo bữa nay ông xã lên Bình Dương đi quay mà quay sáng cái, trưa cái giờ đi đâu? Nói thì đi vòng vòng chơi, nó ủa chưa nắng vòng vòng ngoài đường chơi giống khùng vậy. Có nhà ông bác ông kế bên mới xây mấy cái phòng á, vô đưa chứng minh là vô thôi. Vậy thôi vô đi. Nói không được, vô nó sợ ma lắm. Bà ông thiệt lòng nó thôi vậy thôi thì em lên em có ăn ngủ. Đó thì lên xong rồi tắm rửa rồi chị gì đến nó lên. Sau đó là quyết định cưới luôn. Nhưng mà em là có cái linh cảm rằng là vô trong đó là... Em không sợ. Tại vì lúc đó đầu em nghĩ là cái anh này là em phải lấy cho bằng được. Em đâu có sợ. Thì nó dạ anh đi tắm đi, em mới ngồi ở ngoài em coi phim. Thì ổng vừa ra tự nhiên cái ông kêu em đi tắm đi em cũng biết. Không thì thực sự trời nắng mà, đúng không hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên ba tắm, ba ra ba quấn khăn là sao? Em kỳ vậy. Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú quả quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mển? Là em là hổ. Nhát lắm nha, dạ nhát. Anh nói bà này bà làm gì thu vậy? Bà tránh cô xa tôi. Cô nói vậy luôn đó. Bà tránh xa tôi ra đi. Dạ có. Ôi vậy hả? Dạ. Em mắc cười lên, em nói ông này em bị gì vậy ta? Làm gì mà 36 tuổi bị nhát dữ vậy trời. Nhát. Sau đó bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ mấy tháng rồi, quen được mấy tháng rồi cưới luôn anh. Về. Vừa đẻ đứa đầu đây cho con bú là đứa thứ hai có luôn đó. Cái ngồi có cái bụng, ủa sao bụng mình càng ngày càng bự ta mà quấn khăn rồi chườm gừng này nọ để làm cho bụng nhỏ lại á. Chườm hoài cái đầu quay ra nói chồng ơi chắc vợ có bệnh rồi. Mà lỡ này tôi nghi tôi bị sơ gan cổ trướng hay gì đó. Nghiêm túc dạ, nghiêm túc dạ. Thì rồi, em còn chăn chối nữa mà. Chăn chối mà gì mà lo quá, bây giờ con mới đẻ ra mà lỡ tôi có chuyện gì rồi sao. Em nghe em khóc luôn. Chết cha rồi, bây giờ bà sao? Nói thôi chở đi khám bệnh. Chở khám bệnh đi. Tôi mà có chuyện gì ông nhớ ở lại em lo cho con nha. Không mà lấy vợ nữa là bây giờ tôi bớt cổn chết luôn á. Thiệt lo thiệt. Ui ôi cái bụng, trời không, bụng lùm cái bự, bự á. Đẻ rồi mà bụng cứ bự á. Cái chở lên bác sĩ, vô bác sĩ, ủa có bầu tháng thứ ba rồi phải không? Chỉ luôn, chỉ quạo à. Trời ơi. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm ta? Dạ tính ra năm nay năm thứ tư rồi. Đứa nhỏ năm, này nhiều đứa. Rồi. Dạ ba đứa nhỏ 1 tuổi. 1 tuổi rưỡi. Dạ đứa lớn là 3 tuổi rưỡi. 4 năm. Em cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đúng không? Thì bây giờ đến cái phần gọi là vạch mặt nhau. Đó. Chuyện là như vậy. Em nào giờ là một người đàn ông nghiêm túc. Chồng đi làm, nhà ở Bình Dương, thương vợ lên Bình Dương ở rồi chạy về Sài Gòn đi tới lui làm. Bữa đó quay ở Thủ Đức thì có chụp hình để đưa lên Zalo á. Xong cái bả vô bả like luôn mà. Chồng gán làm nha, cúp điện rồi hả chồng, bả like xong. Tự nhiên bữa đó Nhật Cường đưa một cái clip
ảnh đi sinh nhật ai đó đưa lên mạng cũng ngày đó luôn. À. Alo, ông gì đây? Tụi em lý gì? Lý gì vậy? Tự nhiên là chưa gì lý gì? Phải có lý do chứ. Lý gì? Để tôi về, chạy về tới nơi. Ông trả lời đi. Cái gì trong này? Ông đi với Nhật Cường nè. Ông đi sinh nhật, ông kêu ai là bà xã? Cái bà đưa nguyên cái clip bà coi 20 phút em coi hoài. Ủa tôi nằm chỗ nào nè? Tôi không thấy tôi rồi đó. À. Ông không thấy ông hả? Ông nói sao? Nè, cái khúc này nè, tự nhiên có giọng nào đó kêu bà xã ơi đi về, bà xã ơi. Giọng ông đúng không? Mà y chang chị ơi, trời y trời. Chang nguyên đêm em nằm em nghe cái clip đó hoài luôn. Em à. Em tua đi tua lại em nói phải em phải nói là phải khẳng định đúng là ổng là em mới điện cho ổng là em nói là ly dị liền. Trời ơi. Mà chỉ nghe cái giọng thôi. Tức quá trời tức, trời ơi, giọng không phải của tôi. Mà đây được cái là khẳng định là đó là điều chân lý, không bao giờ sai được. Rồi cuối cùng coi như làm sao mà em được Minh Quang? Thì em Minh Quang là nhờ cái Zalo. À. May mắn là em up hình Zalo chứ bữa đó không có cái Zalo là chết. À. Nhưng mà biết hồi xưa 10 phần giờ còn mấy phần? Giờ là em bớt luôn á, em không có còn ghen nữa. Trời bây giờ ơi. Là hết bớt rồi đúng không? Bây dạ. Giờ vậy thì cái sự cố mà đợt đó mà đi đột quỵ đó là cái sự cố gì? Dạ để kể cho nghe nữa. Rồi. Đó. À, chuyện nó là như vậy không? Đây. Giận Facebook. Thì Facebook mình là nghệ sĩ mà khán giả vô nhắn tin thì cũng phải trả lời cho lịch sự này nọ đồ cái nhỏ đó nó cũng vô duyên nhắn ông xã rồi đó cái coi xỉn rồi xã nào cúp máy bà mở ra bà thấy bà chửi ông nào ông xã nào ly dị có câu làm hoài ly dị ly dị nữa trời ơi trời tức quá mà ra cãi không được trời ơi tôi có biết này là ai đâu vô nó nói kệ nó đi chứ quan tâm nó làm gì chửi đồ ly dị này nọ cái tức quá lấy xe lúc đó có chiếc xe hơi đó lao từ Bình Phước lao về Sài Gòn lao ao 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 về Sài Gòn vô uống ba lon xỉu luôn đó tức đột quỵ đó em, cái lần đó xỉu đó. Luôn ngay đó đột quỵ luôn em tưởng là sáng ngày em ở trên bàn thờ em ngó xuống rồi đó để chứng kiến là vợ tôi ghen tôi mà vợ khi hay tin vô nhập viện thì sao lúc đó em khóc ở nhà em khóc hết nước mắt em mới sanh đứa bé sau cơ có 1 tháng à nằm niệm Phật trong nguyên cả buổi sáng không á xuống thăm ổng được ổng còn giận em rồi em điện cho ổng không bắt máy em cũng không biết làm sao hết mà giờ em đi không có được tại vì có mình em hai đứa nhỏ đó là đứa nhỏ cơ mới sanh ra được khoảng 1 tháng 2 tháng không có 1 tháng à thì cũng may coi như là trời thương đó đúng trời thương nó chứ nếu như mà lúc đó mà bệnh viện rồi mà gục trên xe là chết mình chết người ta là chết luôn ghê lắm bởi vì cái ghen nó rất là tai hại nên sau này mình phải suy nghĩ nó thật kỹ và tỉnh táo khi ghen phải sẵn kể luôn đi nè đã tật ghen nè rồi còn tật xấu gì không hết rồi một cái một đó thôi dạ chỉ một cái một đó thôi à, vợ con là number one mà trừ nhẹ nhẹ xíu thôi thiệt không thiệt nghiêm túc tới em nó quyền có tật xấu gì không ổng có tật xấu ít cũng ít chứ không có nhiều thấy chưa? Thì em nói rồi thôi đi em ổng chứ là nhậu về cái ông ngủ ngái á cái em lấy cái phủ trang ra tới cái em bịch lại cho ông thở trong đó cho ông ngái mình ổng vậy trời ơi nó tắt thở gì đó cũng vài lần rồi dạ đưa cái gối đè luôn là xỉn đó dạ xỉn về là không tắm nhưng mà sau cái lần đột quỵ đó là còn xỉn không còn đi nhậu không dạ không ít lắm ừ lần đó nó hứa rồi là con không nhậu nữa con không xỉn nữa đó dạ không bỏ luôn thiệt bỏ hút thuốc luôn bỏ coi như cái ngáy đó mình bỏ qua cái đó không phải là tật xấu dạ. Đó là rồi. Cái tật của người ta rồi cái gì nữa nè có bê bối có bừa bộn bừa bộn bê bối sạch sẽ không hay là ở dơ là hay như là... nào ở dơ có dơ đỉnh là bê bối đi về là quần áo dục ra dục tùm lum hết là em phải đi theo là em dọn rồi nè nó nghe nè rồi có phụ vợ nấu ăn hay không dạ không có nấu ăn từ hai chồng thích nấu ăn á nấu ăn ngon không nó ngon mỗi lần nấu là 200 cái lộn cái à, sở thích ổng khác dù em ăn mặn mà ổng thì ăn vừa cái là ổng không có chịu nêm theo ý của em trời ơi, bắt em ăn muốn chết luôn bây giờ mới mập được vậy chứ dở hay ngon bắt em ăn muốn chết mà em không ăn là giận giận là gây lộn hay giận nữa hả giận lắm giận hờn với ông nít gì nhõng nhẽo đủ đây thứ nè em là chúa hay giận dạ. Giận lắm không thích là vali đồ đạc bỏ vô bỏ vô đi đi mà đi ra tới cửa không kêu lại tôi quay vô y chang vậy luôn đó tự quay vô dạ. Thiệt có nghĩa là mỗi lần đi là phải đi nhấp nhấp hả nào nhấp coi xem có kêu hay không phải kêu hay không mà có lần nào mà em cho nó đi luôn không thì đó dạ, có vài ba lần mấy lần trước kêu thôi chồng ơi đừng giận đừng bỏ vợ về Sài Gòn cảm thấy lên lần này thôi nha à. Lần này thôi nha là vô là vợ chồng về làm riết bị lờn có một bữa em cho đi luôn sao, có sao, một bữa em tức quá em nói thôi ông đi luôn đi ông cái lần đó lỗi là của em hay là của ai hai chồng chỉ cái lộn chuyện nấu ăn rồi vậy đó mà ông cứ la làng rồi ông cứ la em
em bực bội quá, em nói sao lần nào cũng vậy, nó lần cái lộn cái vô lấy vali lấy quần áo, rồi lấy quần áo Ben rồi để vô đi, cái em không thì mang nỉ nữa, cái ông thấy em năn nỉ không càng hốt vô, em nói rồi đi kêu taxi giùm cho rồi đi. Em nói dạ sao đi được, trời đi mất vợ sao ông, rồi đi quay vô liền, quay vô liền. Quay vô kiếm mặt cái lúc quay vô em lấy cái cớ gì mà em quay vô mặt hèn lắm, quay vô do bộ kiếm gì đó. Trời mà, kiếm hoài luôn. Không biết kiếm gì luôn. Bớt, điện thoại, rồi tùm lum hết. Rồi ghiếc rồi bị lờn, rồi không cho đi luôn. Mà muốn chơi chiêu thác. Mà tôi uống thuốc chuột tôi chết. Anh em kể này chưa vui lắm nè. Ông nghe lộn với em, có chuyện của nó có cái gì đâu. Mà phải chuyện mà lớn đâu. Ông order một chai thuốc chuột về luôn. Ở trên mạng về. Ôi em sợ em chết, em kêu trời ba bị gì thấy ba chưa? Hãy chiêu cô chưa? Nhưng thực sự đâu có order cái gì đâu. Mà em nghe thấy order sao rõ ràng. Dĩ nhiên mà. Alo chị, mang tôi chai thuốc chuột nha. Ok chị, nghĩa là thấy sợ rồi, cúp máy. Ừ, bao nhiêu? Cái gì 3 ngày, 3 tiếng thôi. Thôi 3 ngày, rồi 3 ngày tôi chết luôn sao? Cúp máy, trời. Em sợ quá trời, chết luôn á. Nó nói gì mà em cũng tin luôn. Trời ơi, trời. Dữ dững dữ lắm, mà nói thiệt luôn mà. Cái em đại cái em năn nỉ thôi chồng ơi, vợ sai rồi, mốt vợ không vậy nữa thôi mà. Vậy là xìu liền. Xìu xuống liền. À, chuột ơi, đừng lại giờ tôi nha. Ông chồng cục của Nam ơi Nam. Thiệt ơi dễ thương quá rồi á, rồi có nhõng nhẽo không, có nhõng nhẽo không? Nhõng nhõng nhẽo lắm, đi làm về mà em không sức dầu không hung một cái là có chuyện nữa. Thì sao? Ô, phải nực y là thủ tục vậy đó. Có nựng được không? Đó thì em mới âu ý mỏng, bữa nay em về mà em mệt quá, mắt 120 coi là em lăn đây em ngủ là có chuyện rồi. Là giận. Giận là giận rồi không mà kiếm giận. Giận lại dọn đó. Đồ vali đi chứ. Cuộc đời em gắn liền với cái vali mà. Có vali của nhà em là lúc nào cũng ba cái để gửi tủ đồ ổng á. Thật sự ra em nói nghe là thực sự ra vậy nè, là vợ em không có sợ em đi nữa. Mà mỗi lần là em dọn đồ vô vali là bà dọn lại cực. Nó làm ngay vậy. Chứ không phải là bà sợ em gì đâu, cứ mỗi lần thôi mà sau này bà vậy nè. Thôi mà. Đúng rồi. Cứ kéo gì hồi nữa cái tôi sắp lại mệt lắm. Ôm ra là cái em phải sắp lại em mệt lắm. Rồi ông bắt em nựng sao? Bắt nựng sao đâu, làm thử coi chị không tưởng tượng cho là sao đâu vậy? Nguyên đứng nựng lên nựng thử sao? Nguyên. Làm y như đây, 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 đây. Đó nựng vậy. Mặt em phải vậy đó. Nhưng mà em khoái à. Khoái những cái như vậy á. Rồi giờ em mong muốn nó thay đổi gì? Em mong muốn là ông bớt khó lại. Khó hả? Dạ khó nữa, ông khó lắm dù. Là trong vợ chồng là đứa nào kèo trên, nào kèo dưới? Kèo đây, trên đó. Đây, thời em gian. Em rất dễ chịu sao cũng được. Nhưng mà qua miệng Nam nó kể anh nghe đó. Sao thế em đó, là em là kèo trên đó nghe. Em mà khi nào mà em mà nổi điên lên á là ổng mới nghe em. Còn em liền. Mà xìu là ổng lên. Dạ, xuống liền. Em chỉ mong muốn ổng mà đừng có như vậy nữa. Dù vợ chồng không có cái gì á thì nói với nhau, không hài lòng em gì á thì vợ ơi, vợ sai cái này, vợ sai cái kia thì nói với em. Thì cũng nói với nhau nhưng mà tại vì cái tông nó hơi cao xíu thôi. Ồ. Phải hiểu vấn đề, thực sự đâu em muốn cãi lộn đâu đúng không? Mà còn gì nữa không? Dạ vậy thôi chứ chồng em lúc nào là cũng tuyệt vời hết. Lúc nào là cũng là gia đình là số 1. Có mong muốn rằng là hiện nay á, tại vì Nam đã từng bị đột quỵ rồi. Dạ. Thì có nhân đây có nói mong muốn sức khỏe nè, tập thể dục này không? Nói luôn đi. Dạ thì em cũng mong ảnh là bớt nhậu nhẹt lại, giữ gìn sức khỏe. Lúc nào cũng là biết thương yêu gia đình, vợ con. Nam thì Nam mong muốn Nguyên thay đổi điều gì? Dạ đối với em thì em muốn vợ em cứ vậy hoài đi. Dạ. Tại vì sau 4 năm qua vợ em vậy thì em cũng đã sống hạnh phúc 4 năm qua rồi. Ừ. Cái chuyện ghen cũng vậy thôi, cứ ghen như vậy. Tại vì những lúc mà bà không ghen á, tự nhiên em cảm thấy em bị thiếu thiếu gì đó. Khoái cảm giác bà ghen là mình có giá lắm đây nè. Để mình được lên, cái kiểu vậy á. Bữa nào mà con đi quay mà không thèm nhắn tin, không thèm gì á, là bữa đó là con về kiếm chuyện nữa. Tại sao không nhắn tin cho tôi? Có luôn đó. Mà trước đó là cãi lộn là sao bà nhắn tin làm phiền tôi quá. Nói chung là con dạng khó chịu lắm. Cũng đẻ ngược đó. Thực sự là tại vì hai đứa lấy nhau mới có 4 năm thôi. Dạ. Mà cái kiểu cuộc sống vợ chồng á, nó còn phải song hành với nhau mấy chục năm lận. Chứ không phải là 4, 5 năm hay 1, 2 năm. Thì thành ra cái mà cần thay đổi trong cuộc sống của hai đứa bây giờ á, chỉ là như thế này. Nam phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Vấn đề của gia đình mình bây giờ chỉ là sức khỏe. Ừ. Của Nam cũng như là của Quyên. Dạ. Quyên á, lo chăm chút hai đứa nhỏ cũng cực lắm chứ không phải là không. Đó thì cái vấn đề hai đứa chỉ có như vậy thôi mà. Đúng cố rồi. Gắng bất kể lúc nào có thể giữ được sức khỏe cho nhau thì phải giữ. Có muốn nói gì vợ nó không nè, một câu hứa hẹn đó. Nói cái gì đó cho thật là romantic coi. Tự là thời gian qua thì 4 năm trời sống với nhau thì chồng cũng cảm ơn vợ đã dành thời gian chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Chồng biết sai rồi. Nhưng khó nó là cái tính. Thì từ từ bỏ. Còn bỏ không được thì chắc cũng dọn vali mấy lần nữa. Nhưng mà hằng sâu trong
Cái đó là sự yêu thương vô bờ bến của tôi dành cho bảy với hai đứa nhỏ. Mong là sau này tôi sẽ dẹp luôn cái vali. Ôm vợ cái đi. Ôm cái đi nào. Đứng cứng như cây củi vậy đó. À. Đó. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, nha. Chúc hai đứa hạnh phúc hoài nghe. Nhưng mà chị hỏi nè, sau hôm đi về em có đến em gặp gia đình bạn gái để em đặt vấn đề không? Ờ, thật sự mà không nói là trước khi mà rủ vợ em đi New York á là em và ngay cả bố. Ba em luôn, là bố luôn là cũng qua nhà bạn gái để hỏi gia đình của bạn gái để cho bạn gái được đi New York chung với em. À, ủa có bố ở bên đó nữa hả? Vậy dạ là không? Có là ba của bố em bay qua sao dạng du lịch. À. Để đầu tiên là em có một đứa em trai nữa thì là ba của em đi qua để thăm trường của em trai của em. À. Đồng thời là cũng gặp bạn gái em rồi vợ em. Đồng thời cũng gặp vợ em rồi sau đó thích vợ em. Xong rồi em mới nói với ba là con dự định đi với lại vợ con là lúc đó là đi New York thì là không biết là mà lúc đó thì nhà của vợ em thì cũng hơi khó. Bởi vậy thì ba em với lại em qua nhà ba vợ em để hỏi đi chơi New York. Dạ. Giỏi nè, em ở Việt Nam là em ở Sài Gòn hay là... Dạ, em ở Sài Gòn, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Coi như câu hỏi hồi nãy là chị không hỏi nữa nha. Dạ. Hỏi làm cách nào mà em có thể là... gọi là có những cái chiến lược này kia nọ là coi như chị không hỏi nữa. Dạ. Tại sao vậy chị? Chị biết rồi, ba chỉ. Ba chỉ ba đó. Chỉ. Ừ. Chị còn nói đó. Coi như là sau khi câu chuyện như sau. Khi mà bắt đầu quen với cô gái này rồi á thì sẽ khoe với ba. Ba ơi con quen bé này xinh quá ba ơi. ABCD này kia nọ. Dạ. Cái đưa hình cho ba coi, cái ba nói trời nhỏ này dễ thương quá. Đang học gì con? Học dược. Trời ơi. Bé này vậy là học giỏi dữ lắm nè. Đó con gái mà vừa đẹp vừa học giỏi vậy là trời ba ưng ghê rồi, hai đứa yêu nhau chưa nữa. Dạ con đem tìm hiểu, bạn cũng có vẻ chịu con rồi đó. Nói ồ vậy đó hả? Trời ơi vậy là ba thấy được đó, ba ủng hộ đó. Nói ba mà giờ nói là ước mơ đi New York đó ba, vậy sao? Trời ơi, thì cho đi chứ làm tiền sao? Mà con. Con phải đưa bạn đi chứ làm sao? Trời ơi, mà giờ đưa làm sao? Giờ ba chỗ gia đình bạn khó lắm. Để đó cho ba. Ba quay qua. Ba bay qua. Thế là ba chỉ dẫn đường đi nước bước. Là đầu tiên là mình phải tới nhà, mình đặt vấn đề đàng hoàng. Đúng không? Chứ em đâu biết gì đâu, ba chỉ. Rồi. Dạ đúng rồi. Chính cảm ơn ba. Ba hay quá à. Ba quá hay luôn. Chính xác. Chính xác không? Quan này chính xác chị Hồng Vân. Bản như sao đó em thấy. Ủa sao chị biết gì giống trong gia đình luôn á? Thì đó công nhận không? Chị nói đúng không? Đúng rồi chị Hồng Vân. Bởi vì những cái bạn mà học giỏi á và bạn ấy tập trung bạn học á là bạn không nghĩ ra những cái mà rất hết sức là đột phá vậy đâu. Chị nói thiệt. Thôi chúc mừng các bạn có một người ba quá là tâm lý luôn. Trời ơi. Vậy bây giờ cuộc sống của ba mẹ là ở Sài Gòn, ở Việt Nam mình hay là qua bên kia luôn rồi? Có mẹ em thì ở bên Mỹ, còn ba em thì vẫn còn ở Việt Nam tại vì vẫn còn bận công việc kinh doanh ở Việt Nam nên vẫn còn ở Việt Nam. À. Dạ. Tại vì ba bây giờ cũng phải điều hành cái công ty sắp sửa. Bây giờ, rồi bây giờ hai đứa là quen nhau được bao lâu thì là làm đám cưới? Hình này trả lời đi ha. Em nghĩ là gần một năm. Chưa được một năm đúng không? Chưa được một năm. Chưa lúc một năm đó là em bao nhiêu tuổi? 19 em tuổi. 19 tuổi. Ba mẹ em bên đó chấp nhận luôn. Lúc đầu có phản đối là không? Lúc đầu là mẹ em nói tội nghiệp du học sinh. Mẹ em mới nói là chắc con suy nghĩ hỗ trợ Thịnh lúc đó là có thể là làm giấy tờ hay gì đó. Thì em nghĩ là em muốn, lúc đó ước mơ của em là muốn học bác sĩ. Thì em nghĩ là em muốn khoảng 10 năm mới thật sự là đám cưới. Nhưng mà sau khi gia đình bố mẹ của ảnh qua gặp ba mẹ em, cái bố ông bà xui thích nhau quá, cái kêu thôi cưới luôn. Coi như là cưới luôn đó. Ừ. Như vậy là được cũng mới đây đúng không? Từ năm 2014 chị. Là cũng khoảng 9 năm rồi. 9 năm rồi. 9 năm rồi chị. Bé hôm nay là 28 hay 9 tuổi. Vợ em cưới là lúc 19 tuổi. À 19 tuổi. Sorry tại vì nó còn đang học. Còn đang học cái chị cứ nghĩ là như đại học của mình đây là cũng hăm mấy thôi. Ai vậy nó học dược em ơi. Học dược lâu lắm. 28 rồi nãy. Học dược là đúng là dược với bác sĩ ở bên đó học cả gần chục năm chứ hả? Dạ.
7 năm. Nhưng mà rồi học hơn nữa là còn phải... Dạ. Wow. Rồi hai em được bao nhiêu bé rồi? Dạ hai bé. Hai bé rồi, là vừa học vừa có bé Bi, rồi cái việc chăm sóc con, lo lắng gia đình sao ta? Dạ thật sự thì em có được sự hỗ trợ từ mẹ chồng em rất là nhiều. Đứa đầu tiên là lúc đó em vẫn còn đang năm 2 đại học. Thì có một khoảng thời gian em gửi đứa đầu tiên về cho bà nội chăm. Rồi vậy là bà nội phải hy sinh xa chồng bay qua để mà nuôi cháu nội đúng không? Dạ đúng rồi chị. Dạ đúng rồi. Chị hiểu tâm lý đó đúng không chị? Trời cái tâm lý đó. Đó, đó, bà ngoại đó. Tiền ngoài thì không đủ, không có nhiêu trơn, cứ đi mừng vợ chồng son này kia nọ đó, gom tiền mua vé máy bay, bay qua bờ. Xong rồi đến ngày quay lại phải bay về để mà quay. Rồi gom tiền để bay qua bển nữa. Nhưng mà vui không? Vui, vui mà mệt, vui mà mệt chứ. Mệt lắm luôn, buồn ngủ lắm luôn. Rồi coi như là nhiều khi á là giống như thành con bà luôn á, nó theo bà hơn là theo mình đúng không? Dạ đúng. Cháu ngoại của chị cũng vậy, nó theo chị dữ lắm. Dạ theo chị nhiều lắm. Rồi những đứa sau thì sao? Đứa sau là em cũng gián đoạn học khoảng một năm hơn để sinh bé sau. Lúc đó thì là đứa sau thì là bố chồng thúc. Bố chồng thúc, bố nói là bố sợ em đi học dược thì em sẽ không muốn sinh nữa. Tại vì sau khi đi học sẽ muốn đi làm. Thì bố mới nói thôi con ráng sinh thêm một bé nữa rồi nghỉ rồi để đi làm lo sự nghiệp luôn. Thì lúc đó là em nghĩ cái thời điểm Covid đó chị, là em nghỉ khoảng một năm hơn sinh bé sau, rồi sau đó em mới trở lại học tiếp. Là vô trường dược. Quá bé này ý chí. Nhưng mà cuối cùng là ba đứa đúng không? Hai. Dạ hai. Hai em. Dạ. Ô vậy là ngon rồi. Con xí ngầu nó sanh có một đứa, nó không chịu sanh đứa nữa em ơi. Chưa nói mấy được bé luôn này chị. Mà quá tại, vì, được. Tại vì chị biết sao không? Quá cực. Cực lắm. Thật sự là quá cực. Ở Mỹ quá cực. Cực lắm. Cực lắm anh. Cực kỳ cực. Mà đặc biệt là khi mà anh đang còn mà đi làm nữa. Đi học với đi làm nữa, nó là rất rất là cực. Bữa đó mình có vú có này nọ rồi. Em tìm được một người chăm em bé không có đơn giản. Em mà mướn người Mỹ á thì tiền muôn bạc vạn luôn. Dạ. Mà người ta chỉ làm giờ thôi. Còn em mà tìm được một người Việt Nam để mà chăm con của mình là giống như em trúng số vậy luôn. Trúng số màn xí ngầu nhà chị á, trúng số mới ghê chứ. Đúng rồi. Kiếm được một cái chị người Việt Nam, trời mà ơi. Mà tuyệt vời. Ưng ý mà biết điều biết chuyện nữa, khó khăn lắm chị ha. Trời ơi, thôi chúc mừng hai đứa ha. Bây giờ là bé được mấy tuổi rồi? Bé lớn là 7 tuổi, bé nhỏ là 3 tuổi. Trời ơi. Trai gái đầy đủ hay sao em? Dạ. Wow, một trai chúc một gái. Mừng. Trời ơi, vậy là tuyệt vời. Khi mà học xong một cái là cứ lo đi làm thôi, yên tâm đi làm. Thu tiền thôi. Bắt đầu là make money thôi. Hay quá trời hay. Hai đứa này giỏi dứa ta. Thiệt nhỏ. Luôn á. Không nhưng mà phải nói là ba mẹ em là quá tuyệt vời luôn. Chị nói thiệt luôn. Dạ. Vừa tâm lý vừa giỏi nữa chứ. Ba là giỏi dữ lắm đây nè. Dạ. Giờ nè, nãy giờ rất thấy. May á là em biết không? Ba lại có em là hai anh em trai à? Nhà em là ba anh em trai chị. Ba anh em trai. Dạ. Rồi hai đứa kia đi học chưa? Dạ, anh của em là cũng đang đi làm, còn chỉ có một đứa em út là đang đi học thôi chị, đang học đại học bên bển. Đang học. Anh em đi làm là cũng ở bển luôn. Dạ, bển luôn anh. Mà đứa nào cũng giỏi, đứa nào cũng siêng năng giống như là em đúng không? Chị, ba làm công nhân đó. Mà ba đứa đi qua bên bển hết. Đúng không? Đứa nào cũng siêng năng giỏi giang vậy là hay quá trời luôn. Rồi thôi. Em ba làm công nhân ở đâu mà chị anh chứ. Ta giỡn mà cứ chọc người ta hoài. Trời ơi. Thôi chúc mừng cặp vợ chồng tụi em. Thực sự nếu mà sống vậy chắc hai đứa không nào có điểm xấu đâu ha. Không, em hả, em là... Qua chương nhì đó. Giờ mình bắt đầu bước qua chương nhì đó, cưng dở trang sách nè. Dạ. Chương thứ hai. Chắc anh này nói trước đi chứ. Thật sự mà nói thì vợ em thì... Nói chung thì không có gì điểm xấu gì hết. Thật sự là rất là một người rất là tâm lý. Hỗ trợ em hết mình trong mọi chuyện. Lúc mà em còn đi học hay là lúc mà em đi làm. Tại vì hồi đó lúc mà em đi học trường luật á, thì thật sự mà nói là em qua Mỹ lúc em cũng 19-20 tuổi. Thì lúc đó đó là tiếng Anh của mình không có giỏi, mà mình đi học luật sư nữa. Thì có một lúc mà em học kỳ đầu tiên ở trường luật á, có một ông thầy giáo sư á, thì ổng cũng lúc mà bài kiểm tra của em không tốt, xong rồi ổng kêu em ra nói thẳng là ổng nghĩ á, ổng nghĩ là em nên đổi ngành đi.
Ừ, ông nghĩ là em nên đổi ngành đi, em không có phù hợp với lại làm nghề luật sư đâu. Ừ. Thật sự luôn. Lúc đó mình cũng buồn. Xong rồi mình về, mình hỏi vợ mình nói tại vì thật sự mà nói thì ổng nói cũng có cái đúng. Tại vì học luật nó rất là khó, ngay cả mà những người bản xứ đi, tiếng Anh của người ta là người ta đã đó rồi. Còn mình thì mình chỉ là mới qua thôi. Tiếng Anh của mình lúc đó thì cũng chữ được chữ không. Mà cũng may mắn là mình đi học luật sư thì cũng thật sự là may mắn. Rồi thì cái ông luật sư đó về, ông nói vậy xong rồi em cũng buồn, em hỏi vợ em. Xong rồi vợ em mới nói tin tưởng em là em làm được, rồi em cố gắng. Thì mình cũng học ra được luật sư. Thì cũng làm được tới giờ thì phải công nhận là vợ em hỗ trợ em rất là nhiều. Mọi thứ từ con cái. Tại vì trước giờ là em rất là khi nào mà phải đụng tay vào chăm con, thật sự mà nói luôn. Mà luật sư mà sao lạc đề kỳ vậy ta? Luật sư mà lạc đề đó. Cái chương 2 là chương kể xấu. Ủa vậy hả? Chương 2 là chương kể những điều chưa hài lòng về người bạn đời của mình, mà nói toàn những là lời khen. Mà lời khen quá là có cánh, 2-3 cánh một lúc luôn á. Vợ em thật sự mà nói thì chắc chắn em là luật sư, chắc chắn em là người thông minh, là em phải biết chọn vợ rồi. Cái người đó là ngay từ đầu là em đã có những cái câu hỏi, có những câu thử thách mà về học hành để em biết được là cái người đó có phải là người mà mình tìm kiếm hay không. Là ngon rồi, là chỉ biết vợ em rất là ok rồi đó. Và những điểm tốt thì mình sẽ giữ đó, mình bảo lưu. Còn bây giờ những điều gì mà em chưa hài lòng lắm nè? Thật sự mà nói thì có nhõng nhẽo không nè, có ghen hay không nè? Không, nói chung là vợ em không ghen, không nhõng nhẽo, nói chung không gì hết. Có trẻ con không? Cũng đôi lúc thì cũng có, nhưng mà cũng không thường xuyên lắm. Tại vì vợ em rất là một người rất là tinh tế. Nếu mà nói về điểm mà em không thích thì nói chung thì hy vọng là vợ em biết chiều chồng nhiều hơn thôi. Là chưa chiều chồng đúng không? Chưa biết chiều chồng đúng không? Ví dụ những cái gì mà theo em thì đó mới là chiều. Em mong muốn như thế nào mà như em mới gọi là chiều? Muốn câu hỏi này hơi khó ha. Ủa, thì đúng không? Phải trả lời thì mình mới biết được là giờ anh muốn cái gì đúng không cưng? Chắc chắn những cái mà chưa chiều em thì em cũng sẽ buồn, sẽ nhớ chứ đúng không? Thì bây giờ em kể đây, thí dụ đó là những chuyện gì trong quá trình hai vợ chồng sống với nhau? Làm sao mà đoán ý nhau được? Bây giờ mình muốn gì mình phải nói Honey ơi, anh muốn về nè, em cố gắng chiều anh nghe. Ví dụ vậy. Hay là anh muốn có con thứ ba, thứ tư, thứ năm? Không có anh. Cứ đem mình ra, nói hoài. Cứ đem mình ra, ngán ghét người ta hoài. Em bậy quá. ví dụ hả? Chiều chồng thì nói chung là chỉ là... Thì đôi lúc là cái chương trình dược á, nó hơi căng thẳng đó. Căng thẳng, mà em cũng bận quá. Thì đôi lúc thì vợ em thì cũng... thí dụ lúc trước thì lúc nào cũng pha cà phê. Buổi sáng là cây cà phê, buổi trưa thì đóng gói đồ ăn, buổi chiều thì nấu cơm, pha trà, sáng là cà phê. Thì nhiều lúc vợ em bận quá thì cũng nói chung thì quên đi. Ví dụ buổi sáng cà phê thì mình cũng, nhưng mà em cũng hiểu, không phải là em chê trách gì. Giống như từ đầu mình nói là em không có chê trách gì vợ em hết, nhưng mà chỉ là đôi lúc thì bà em bận quá thì em cũng hiểu. Thì chỉ mong nhưng mà là em vẫn về con tim cũng như là về thể chất, mình luôn luôn mong mỏi được cái người phụ nữ mình yêu á lo cho mình đúng không? Chứ thực ra mình lái xe mình ra mua cà phê uống mấy hồi đúng không? Nhưng mà cái ly cà phê vợ pha trời nó đã lắm luôn đúng không? Đúng rồi chị. Đó, tâm lý của bất kỳ người đàn ông nào đúng không? Chỉ em vậy thôi. Thật sự là chị em chỉ thôi. Có duy nhất một điều đó hay thôi đúng không? Chỉ vậy thôi. Tại vì á thực ra chị đi qua chị làm bà ngoại bển á, chị hiểu mệt lắm em. Ở bển á, cái gì mình phải tự làm hết á. Mà bây giờ á, cái quỹ thời gian nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Em ở Việt Nam, em ở Mỹ, ở bất kỳ đâu, nó cũng chỉ có 8 tiếng đồng hồ thôi. Thành ra là nhiều khi mình rất mong làm tất cả những điều tốt nhất cho chồng mình, cho con mình. Nhưng mà đôi khi mình làm không nổi. Tức là lực bất tòng tâm đó, cái đó chị nói thiệt luôn. Giống như á, ông xã chị cũng vậy. Cái ly cà phê mà chị pha, ông uống và nó là không còn một giọt. Kiểu gì ông cũng uống, gần hết mà ông thấy uổng, ông còn đổ thêm nước vô để ông uống nữa. Ông thích như vậy đó. Chị hiểu được tất cả những điều đó, em cũng hiểu đúng không? Dạ. Nhưng mà nhiều khi mình quá đuối, mình làm không nổi, thật sự. Dạ. Đuối về thể chất á, dạ. Chịu không nổi. Thì theo chị bây giờ để điều tiết á, dạ. Thì như vậy đi. Dạ. Một tuần á, em cho cái ngày thứ bảy chủ nhật, sáng thứ bảy sáng chủ nhật em pha giùm cho 2 ly cà phê. Sáng thứ bảy 1 ly, sáng chủ nhật 1 ly cà phê phin đó cưng. Dạ. Đó.
rồi ráng cho chồng đi cà phê với kèm với một cái gì đó để ăn sáng, ví dụ vậy. Đó, đó, để cho chồng sung sướng vậy thôi. Nhưng mà chồng cũng phải chấp nhận là tuần buổi hai buổi thôi, cái ngày nghỉ thôi, chứ mỗi ngày là chịu không có nổi đâu. Không, bạn cũng hiểu được cái đó. Em nhưng hiểu mà cảm giác vẫn thèm, nhưng mà vẫn ước ao. Dạ đúng thì rồi. Bởi vậy cho nên mình hiểu cái điều đó, thì mình cố gắng mình cho chồng mình hai điều ước ao trong tuần đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng ngược lại là vợ cũng ước ao kiểu đó đó. Dạ. Còn em thì sao? Em ước ao gì em nói luôn đi, em chưa hài lòng gì em nói luôn đi. Em ngại quá tại vì em có một bụng. Tật xấu của em chắc là cả giống như là chị biết tấu chương không? Cứ nói vậy em. Em có một bụng. Nó như một thớ vậy. Cơ hội. Cha, đây là cơ hội để em bộc phát hết, em nói hết đi em. Em nói giỡn chứ thật sự mà nói là ảnh chỉ có hai cái điểm mà em thấy là em muốn ảnh khắc phục nhiều nhất. Thứ nhất là gia trưởng. Thứ hai là ghen. Ghen. Ví dụ ghen coi. Nó ở bên Mỹ cũng khó có cơ hội ghen lắm ạ. Tại vì nhà ai nấy ở em ơi. Thiệt cũng giao lưu hàng xóm nữa. Thành ra ghen là ghen làm sao. Mà nó lãng xẹt lắm chị. Giống như thí dụ như cái người idol đi, tài tử hay là diễn viên hay là ca sĩ gì đi mà nam, cái em kiểu thấy ngưỡng mộ hay thích thấy người đó giỏi hay cái gì đó ha, là anh kiểu anh cũng thấy bình thường thôi, mà anh còn hơn nhẹ nữa mà em làm quá. Ví dụ như em gặp idol thì cái phản ứng của em sao? Ví dụ như em coi phim em thấy idol của em. Lúc trước thì em cũng giống như em, tại vì em là một người rất là thể hiện chị, em biểu cảm mọi thứ. Thì lúc trước thì em kiểu như ô trời ơi, ngầu quá, nhìn ngầu quá, hay là ô người đó hát hay quá hay cái gì đó. Ảnh thì bắt đầu thái độ liền ảnh, em bớt lại đi, anh thấy bình thường mà em làm quá, anh giỏi hơn vậy mà. Kiểu vậy. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ trước đây là vậy, bây giờ em tém rồi. Anh nghĩ cái đó không phải là ghen đâu, chỉ là kiểu giỡn vậy thôi đúng không? Chứ không phải là ghen một cách gì quá đáng hết. Tại vì em là ngôi sao, em đâu có hiểu được. Em đâu có hiểu được cái tâm lý của cái người đàn ông. Mà không phải là ngôi sao. Em nói nè, tại vì người ta là một ngôi sao bên ngành gọi là về luật pháp đi, một cái ngành mà không liên quan đến nghệ thuật đi đúng không? Thì là người ta giỏi trong lĩnh vực đó là khi nào người ta làm việc với thân chủ xong, người ta nói ồ, cái luật sư đó giỏi quá, trẻ tuổi mà giỏi quá. Thì chỉ có một hai người hoặc đại gia đình của thân chủ đó biết thôi. Còn bây giờ một ngôi sao như thế thì bao nhiêu người biết đúng không? Đúng không? Dạ. Trong khi đó người ta giỏi cũng đâu có, cái là người ta cũng là một ngôi sao trong một lĩnh vực, mà tại sao vợ mỗi lần gặp chồng không, ôi chồng ơi chồng giỏi quá, chồng này kia nọ, mà chỉ có khen người khác, tự ái chứ đúng không em? Giống vậy đó chị. Đúng không? Phải tự ái đó, cái tâm lý là như vậy. Em lại khác nha, giống bé Hân nhà bà xã em á, cũng y chang như bạn này nè, cũng nhiều lúc cũng mê những nghệ sĩ nổi tiếng bên Hàn Quốc ha, ở Việt Nam mình cũng vậy, nhiều lúc coi phim coi một chương trình đó cũng oa cũng này nọ, em cũng phản ứng y chang vậy đó, có gì đâu, tôi đẹp trai hơn mà. Đó. Rồi em nói đó dám. Nhưng mà em là giỡn còn bạn này là thiệt. Bạn này là tổn thương thiệt á. Bạn này là thiệt. Vậy hả? Không, nhưng mà cái tâm lý đó là đúng. Thực ra là như vậy, chị nói nghe nè. Ai cũng có idol hết trơn á, đúng không? Ai đúng. Cũng có idol hết trơn á. Nhưng mà có những cái mà mình phải giả ngộ chút xíu. Ý như ở một mình đi. Thì mình cứ mình tha hồ, em muốn biểu cảm sao em biểu cảm. Nhưng khi có mặt chồng mình mà cái idol đó là đàn ông thì mình phải tém lại. Cái đó chắc chắn là phải tém lại. Đúng không? Bởi vì người ta là một cái gì đó xa xôi lắm. Xa xôi dịu dợi. Cái người mà cận kề bên mình là chồng mình. Đi suốt đời với mình. Đúng không? Người đó vẫn là nhất. Thì mình đừng có để cho người ta tự hiểu. Mình phải làm cho người ta hiểu được rằng đối với mình á, anh là nhất. Idol là thứ nhì thôi, ví dụ vậy đúng không? Đó là tổn thương từ ái thôi. Rồi qua cái gia trưởng nè, cái này căng nè. Một căng à. Ví dụ đi. Ngày chắc phải bỏ rồi nha, chồng á phải sửa cái gia trưởng đi. Ví dụ giống như là ảnh thích ảnh hay nói là ồ anh chỉ thích là người vợ của anh là chỉ dành hết thời gian cho anh thôi. Giống như là anh không có muốn mà phải chia sẻ em với ai hết, em đi với bạn rồi không có anh, rồi anh phải ngồi ở nhà anh chờ hay cái gì đó, anh chỉ muốn là em dành hết thời gian cho anh. Đó là rồi như em không làm thì ảnh như thế nào? Anh giận chị. Giận hả? Giận sao? Giận là kiểu giống như là ồ sẽ cãi nhau hôm đó, hay là anh sẽ kêu là ồ em không có được đi như vậy. Thí dụ như bạn em muốn hẹn em đi ăn sinh nhật hay là đi ăn đại khái đi, thì ảnh sẽ thích em là giống như ồ hôm nay anh có thể chở em đi tới đó, em gặp bạn em vậy
thà là hỏi ảnh chở, ảnh sẽ ngồi với em, còn hơn là em đi một mình em. Nghĩa là trong cái gia trưởng đó nó có cái sự ghen ở trọng luôn á. Thì đó, hai cái đó. Chị nói em nãy bạn nói có hai cái chứ mấy. Gia trưởng mới ghen. Lúc nãy em tưởng nó cái ghen kia là em anh sai thì anh xin lỗi em. Bây giờ anh đã thấy được cái ghen của em rồi. Bởi vì cái luồng điện á mà nó chuyển qua chị cảm nhận là ghen thiệt. Em thì em nghĩ ghen với những idol kia là mình ăn giỡn thôi. Em giỡn chứ còn bạn này là thiệt. Dạ. Đó. Rồi đó, giờ sao ta? Giờ em mong muốn làm sao ta? Thì thật sự mà nói là ảnh chỉ thời gian đầu thì em mới cảm thấy vậy thôi, nhưng mà thật sự hiện tại thì em thấy là ảnh đã khắc phục rất là nhiều. Bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ chắc cũng 70-80% rồi. Vậy hả? Dạ. Ồ, vậy là hay quá. 70-80% là quá hay luôn đúng không? Dạ, dạ. Không, tại vì hồi đó là mình còn nít, giờ mình cũng 31 rồi, mình 31 rồi thì nó cũng suy nghĩ nó cũng hơi khác tí. Mình cũng bắt đầu suy nghĩ rồi, mình bắt đầu đi gặp người này người kia nhiều, bắt đầu đi làm ăn rồi gặp người này người kia, thì cái suy nghĩ của mình cũng thay đổi một tí về mọi thứ, về cách nhìn, về quan điểm thì nó cũng điều theo tốt. Anh Tuyên á thì cái ghen thì nó cũng tốt thôi, tại vì có yêu thì nó mới có ghen để giữ cho mình, còn nếu mà không yêu thôi muốn đi đâu muốn làm gì làm mặc kệ rồi đó. Thật sự là như vậy cũng tốt, nhưng mà mình tiết chế lại. Bây giờ em thấy không, cô gái này đã hy sinh hết cả tuổi thanh xuân, 18-19 tuổi nó bắt đầu yêu và bắt đầu cưới lấy em rồi vừa đi học vừa sanh cho em hai bé nữa. Cô bé này quá tuyệt vời, đó là của em luôn rồi. Thì bây giờ mình nên tiết chế lại cái đó tí xíu. Tại vì nhiều lúc anh ghen quá thì anh cảm nhận là bé sẽ bị tổn thương. Dạ. Chắc chắn sẽ bị tổn thương rất nhiều. Thực ra bạn á, bạn còn có một cái là sở hữu á. Sở hữu nó là thuộc tính của đàn ông rồi em ơi. Dạ. Cái chuyện ai, ông nào cũng vậy hết trơn á, nó là thuộc tính rồi. Dạ. Đó, và cái gọi là cái giới hạn để mà cho bạn đó hiểu ra được là mình không nên sở hữu một con người á, cái giới hạn á là tới 34 tuổi, tức là bạn này còn tới 3 năm nữa để mà phát tiết cái tật sở hữu đó ra. Hiểu không? Nhưng mà theo chị thì tại vì đó là dành 34 là dành cho những người mà họ chưa có con thôi, còn bây giờ mình có con rồi. Dạ. Thì mình sẽ phải lớn trước tuổi 3 năm. Dạ. Sau đây á, em biết không, nhất là em ở bên kia nữa thì cái việc mà em sở hữu về thời gian của vợ em á khó lắm. Bây giờ đang đi học thì maybe em có thể làm được điều đó, nhưng sau này cổ đi làm rồi, sao mà em sở hữu được? Thì em có dự định là sau này vợ đi làm rồi mà không có thời gian cho em thì em sẽ kêu vợ em nghỉ làm. Có suy nghĩ đó luôn hả? Sao ước mơ của cổ là em được nghĩ làm sao cái đó. Mà em làm chứ em yên tâm, tại vì vậy nè, thực sự mà nói hai người sẽ bắt buộc phải có những cái suy nghĩ là mình phải gọi là canh chừng nhau theo một cách tế nhị nhất có thể. Bởi vì sao, nếu như em mở công ty ở Việt Nam chắc chắn là cái thời gian mà em dành cho gia đình á nó sẽ còn không được gọi là trọn vẹn như là trước khi em mở công ty, chắc chắn là như vậy rồi. Cho dù chấp là có ba ở nhà hỗ trợ em đi chăng nữa thì nếu nó là công ty của em thì bắt buộc em phải dành thời gian cho công ty, nó gọi là đứa con tinh thần không thể thiếu được rồi, đúng không? Thì như vậy có nghĩa là bản thân em sẽ phải làm ngược lại cái việc là em sẽ phải hơi ghen chút xíu đây, trời ơi ổng về nhiều quá vậy rồi sao đây, đúng không? Dạ. Chắc chắn là như vậy. Dạ. Đó, cho nên rằng là hai đứa cố gắng sao cân đong đo đếm. Yeah. Về cảm xúc, cân đong đo đếm về thời gian, cân đong đo đếm về cái cách để mà mình giữ nhau á. Dạ. Đó, để mà mình sẽ chắc tức là anh mình sống hai nơi á, hai cái văn hóa khác nhau. Yeah. Hai cái môi trường khác nhau, mình còn phải cân đong đo đếm thêm về vùng miền xứ sở nữa. Dạ đúng rồi. Đó, cho nên mà có vẻ là ảnh cũng đã khắc phục rất là nhiều, tại vì lúc trước là giống như em cảm nhận là ảnh yêu giống như theo kiểu trẻ con á, là muốn giấu cái vật đó cho mình thôi. Nhưng mà bây giờ ảnh lại muốn cho em là cảm thấy hạnh phúc. Em muốn làm những gì, em ước mơ những gì em có thể thực hiện được. Thì ảnh thật sự mà nói là ảnh hỗ trợ em trong việc học rất là nhiều. Rất là nhiều. Sau này ở bên Mỹ mà em có một cô vợ mà giỏi giang ở ngoài xã hội á, là cái cảm xúc của em sẽ khác với một cái bà vợ mà chỉ ở nhà nội trợ cho em thôi, đúng không? Dạ. Trời ơi, bạn bè em giao tiếp mà đó, nó ủa vợ vô làm cái gì vậy, nói bà nhà bà nấu nướng bà coi con, cái tự nhiên mọi thứ cái level nó xuống liền. Ừ, nó nói vợ tôi dược sĩ là khác liền, hạnh diện liền, bắt buộc mình phải sống ở đâu mình phải quen đó thôi. Dạ, em sẽ cố gắng.
Rồi. Cảm ơn hai vợ chồng. Dạ rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc nè, thành đạt nè. Lúc nào cũng nắm tay nhau thật chặt nha, siết tay nhau thật lâu. Dễ thương quá. Dễ thương quá, hai em rất dễ thương. À, anh mời thiệt đó nha, xong chương trình này hai đứa cứ về hay làm gì đó đi cho anh quay một số nữa rồi anh hẹn qua nếu rảnh. Nếu rảnh nha. Còn cái này không ép, rảnh thì qua bên anh, tại diễn tí nữa anh cũng chạy gì đó, mình ngồi mình ăn uống. Thôi nhận lời đi chứ còn chị làm việc biết bao lâu, có mời lời mời nào đâu. Mới gặp tụi em thôi mà mời liền. Thôi mình nhận liền đi em. Dạ. Rồi.